Không lẽ con mực còn sống ta? Sao người ta không làm cho mực này nó chín đi mà nó sống nó nhảy? Chào mọi người, hôm nay Phương sẽ review món xôi xéo bà ba béo. Mặc dù tới quán không thấy cái bà ba nào béo hết trơn trọi, mà chỉ có hai bạn nhân viên hơi rờm rờm chút xíu thôi. Phần xôi xéo thế này thì nó sẽ có những cái phần topping đi kèm như là đu đủ ngâm chua, nước mắm, rồi hành phi và thêm một cái gói tương ớt ha. Ta-da! Thì cái xôi ở quán này nó khác với những cái xôi ở những nơi khác mọi người. Có nghĩa là ở đây người ta sẽ bán là xôi riêng và topping mình sẽ gọi riêng. Trong phần xôi á, thì nó sẽ có xôi xéo, xôi ngô, xôi bắp, xôi rán, xôi trắng, xôi tá lạ. Và lần trước thì mình có ăn cái phần xôi xéo rồi, nhưng mà thực sự là nó không có hợp với mình lắm. Nên là lần này mình đổi thử sang cái món xôi ngô xem thế nào. Và mình có gọi thêm đó là topping bao gồm là chả mực ha, và thêm cái phần trứng ốp la. Đó, mình gọi đúng hai cái này thôi. Mới sáng thành ra là chất giọng của mình nó cũng rất là trầm ấm đúng không ạ? Lại cũng hơi đói bụng rồi. Lần trước là mình có chan cái nước mắm này vô, nhưng mà thật sự là khi chan nước mắm vô mình cảm thấy nó rất là lạc quẻ. Mắm đi đường mắm, xôi đi đường xôi, nên là lần này mình sẽ không có chan thằng này vô nữa, mình để đó. Đợt trước hai vợ chồng ăn một cái hộp xôi nó cũng trạt trạt giá này mọi người, cũng đâu chừng là 45 hay là 60.000 gì đó. Hai vợ chồng ăn cũng không hết được mọi người, ăn trong cái kiểu mà vừa ăn mà vừa ngao ngán á. Mà thú thiệt là mình không phải là người chuộng xôi, nên là mình cũng không có ăn được xôi nhiều, nên ăn thì nó cũng rất là nhanh ngán. Không biết là cả nhà ở đây có ai thích ăn xôi không, có ai là fan cứng của xôi không thì comment cho mình biết nha. Mời cả nhà cùng ăn sáng xôi xéo với mình nha. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức cái xôi bắp này trước nè. À, xôi ngô chứ. À, thì ra là người ta phủ cái lớp vàng vàng ở trên, đó là cái lớp đậu xanh mọi người ạ. Còn bắp thì nó vẫn được nấu ở trong xôi. Lúc đầu mình tưởng nó là cái bột này là bột bắp luôn chứ. Xôi bắp thì bên trong phần xôi nó có thêm những hạt bắp nữa mọi người. Hạt bắp thì mình thấy là mềm non, hạt xôi thì to, to. Nhưng mà bữa nay là lần thứ hai mình ăn mình vẫn cảm nhận thấy rằng là cái hạt xôi nó bị rời rạc mọi người, có nghĩa là xôi này nó hơi khô, nó không giống với cái xôi mà mình hay ăn. Hạt xôi nó nở rất là to và nó kiểu như nó khô 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 á. Với lại có phủ thêm một lớp bột đậu xanh ở trên nữa. Đối với mình thì mình ăn nó sẽ dễ bị cảm giác ngấy á mọi người. Buổi sáng hôm bữa mình vô quán đông lắm nha, mình đi ngang qua mình thấy, mình vô mình mua mình ăn thử đó. Khi mà mua ăn thử thì mình thấy nó không hợp với mình lắm, nhưng mà tại vì cái kiểu xôi nó đặc biệt, cái cách bán xôi đặc biệt, nên là mình hôm nay mình muốn review lại cho mọi người. Bây giờ thì mình sẽ ăn sang cái món chả mực xem thế nào. Một miếng chả mực như vậy là 25.000 rồi. Một phần một cái trứng ốp la lòng đào là 10.000. Ấy dạ, không lẽ con mực còn sống ta? Sao người ta không làm cho mực này nó chín đi mà nó sống nó nhảy lên này? Để ăn lại phát nữa coi. Mình nghĩ rằng là nếu là mực chiên hoặc là mực hấp thì nó có vẻ ngon hơn mọi người. Chả mực thực sự là đối với mình nó không hợp lắm. Còn trứng ốp la thì nói chung cũng có gì, nó đơn giản hơn là cái trứng ốp la, nên cũng không có gì nhận định về nó. Bây giờ thì mình sẽ ăn luôn cả tất cả mọi thứ gộp chung cho thử coi nó có hợp quẻ với nhau không nghe. Nó cũng hay hay, nhưng mà nếu mà để nói ngon thì mình theo mình thấy thì nó cũng bình thường. Quan điểm cá nhân của mình thì mình sẽ chấm cho cái phần xôi này mọi người là 6,5 điểm. Còn nếu mà để hỏi là có ăn lại món xôi này nữa hay không thì đối với quan điểm của mình thì có lẽ là mình sẽ không ăn lại. Tại vì thứ nhất là mình không phải là fan của xôi, mình không có ghiền ăn xôi lắm. Với lại là so với khẩu vị của mình thì nó chưa thực sự phù hợp. Còn nếu mà vợ mình muốn ăn thì đương nhiên mình sẽ mua và mình ăn ké thì ok. Nếu mà chủ động mình đi mua xôi thì mình sẽ không mua. Dạ, cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.